Sinh triều nhà Thanh, bá vạn an tự thiên hữu là người huyện Hường Châu, tỉnh Giang Tô. Ông là người tín phụng Phật Pháp từ lúc nhỏ. Bình sanh ông ưa thích làm tất cả thiện sự. Ông từng kể cho một Phật tử là Bằng Xích Mộc Tiên Sinh nghe câu chuyện về thân mẫu của mình là Đào Thị Nương nhờ từ lực của Quan Âm Đại Sĩ, bị bệnh đã chết nhưng được sống lại. Ông thuật lại như sau, mẫu thân của ông năm 64 tuổi bị bệnh nặng nên ông từ Giang Tô được tin bèn tức tốc trở về nhà. Thấy mẹ nằm trên giường bệnh, đã tắt hơi nhưng vì ngực còn hơi ấm nên cả nhà không nở tần liệm. Vạn An nhìn thấy tình cảnh này thì lòng đau như cắt, không nói được một lời. Vội đến trước thánh tượng của Quan Âm Đại Sĩ Chí Thành lễ bái cầu nguyện, nguyện tụng chú Bạch Y đến 12,000 biến, giảm tuổi thọ của mình 1 kỷ, 12 năm, để cho mẹ được sống thêm. Lúc quỳ trước Phật đài tụng chú, hai dòng lệ tuôn rơi, tiếng khóc lẫn với tiếng chỉ chú làm ai trông thấy cũng rơi lệ. Đến sáng ngày thì mẫu thân của Vạn An tay chân cử động và mở mắt ra nhìn bốn phía, sau đó đòi uống nước. Sau vài ngày thì mẹ của Vạn An khỏi bệnh hẳn. Sau khi sống lại thì mẹ ông tự thuật chuyện sống lại của mình như sau, lúc mới chết thì bà thấy có hai vị quan đến dẫn đi. Trải qua các ti, thổ địa, thần hoàng, tiếp đến là phủ Đông Nhạc. Khi đến đây thì phủ quan nói với bà, ngươi có đứa con Chí Hiếu. Trước Quán Thế Âm Đại Sĩ Chí Thành cầu đảo, lại thành kính chỉ chú, nguyện bớt tuổi thọ của mình để thêm tuổi thọ cho mẹ. Do tâm trí thành cảm đến Quan Âm Đại Sĩ nên tuổi thọ của ngươi được tăng thêm trên dương thế. Nói dứt lời, vị phủ quan ra lệnh cho người dẫn bà ra khỏi phủ rồi phóng thích về dương thế. Vạn An thấy mẹ sống lại nên vui mừng khôn xiết. Ông quỳ xuống trước mẹ rồi thưa. Thưa mẹ nhờ có Quan Âm Bồ Tát cứu sống lại nên giờ này đừng lưu tâm việc gì nữa. Chỉ nên tu tịnh nghiệp. Cầu nguyện vãng sanh. Nói rồi, Vạn An dọn riêng một gian nhà, bên trong thờ Tây Phương Tam Thánh. Đào Thị thấy con Chí Hiếu thì vô cùng cảm động nên phát nguyện trường trai. Mỗi ngày ba thời, sớm mai, trưa và chiều ở trong tịnh thất cầm chuỗi, thành kính chuyên niệm thánh hiệu Tây Phương Di Đà, mỗi thời tụng nghìn biến. Bà sống thêm 12 năm nữa thì lúc 76 tuổi nhằm ngày 15 tháng 9, vào buổi sáng thức dậy sau khi lễ Phật, niệm Phật xong thì bảo với Vạn An rằng, mẹ sắp về Tây Phương. Con nên mời bà con thân thuộc đến để mẹ từ biệt. Khi thân quyến và tất cả con cháu đã tề tự đông đủ thì Đào Thị vui vẻ từ biệt mọi người rồi căn dặn các con, giờ phút cuối cùng của mẹ, các con phải thận trọng, chớ có khóc kể. Bà ở lại thêm 3 ngày. Ngày đầu uống 5-6 chén nước nóng, đến ngày thứ 3 mới sáng thức dậy. Bà tắm gội thay đổi y phục, đến nơi giường nằm xuống rồi bảo con cháu vây quanh niệm Phật. Bà nằm nghiêng bên tay phải. Đồng niệm Phật theo rồi an tường thể thế, trích nhất hạnh cư tập.